Còn bây giờ ông chưa thấy khổ đâu, ông đâu có thương dân đó. Chỉ được ngồi trên ghế chiểm trệ rồi ra lệnh thôi đó. Mà không kể dân chúng đang khổ, rồi đang đói, đang nghèo, đang vất vả vô cùng đó. Thì bây giờ mình biết nói sao hơn? Mỗi đất nước, mỗi vị vua đó. Mà vị vua nào có đức, có tâm thương dân, lo cho nước, thì vị đó ngồi vững trên cái chức vụ đó, cái ngôi vị đó. Còn người nào không đủ chất lượng thì phải bị hạ bệ thôi. Vì toàn dân là nó cặp mắt thánh dòm xem tứ hải mà ta thấy hết à, qua mặt đâu có được. Cô Năm biết tới đâu thì nói tới đó. Vì Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói là phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Con người sống trên thế gian này, đây là quán trọ mình dừng chân cũng phải ra đi. Tu cũng chết, không tu cũng chết. Cũng như cô Hoa Lý, lúc cô Năm bệnh nặng lắm, cô cũng tình bè bạn thương cô Năm, dẫn một bác sĩ Tâm ở Long Xuyên đến khuyên cô Năm. Nói bây giờ chị thấy không, tôi ăn mặn nè, tôi được khỏe mạnh như vậy nè, chị nghe lời tôi đi, chị ăn mặn lại đi, để chị chết đó, cái cơ đạo này không ai nắm, không ai lo được. Cô Năm mới nói là, cô ba ơi, tình bè bạn cô thương tôi với bác sĩ nói như vậy thì tôi rất tạ ơn công đức. Nhưng mà con đường tôi đã chọn rồi. Khi tôi phát tâm tu là tôi nguyện lực với mười phương chư Phật, cha trời mẹ đất, con nguyện ăn chay đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ thối bước. Thì lời nói mình ra có thánh có thần ghi tự hết, hai bên vai giác biên chép cho mình đó. Thì với con người mà mình không dám sai hoa thì đối với trời Phật thần thánh mình đâu có dám sai việc đâu đó. Thì theo tôi nghĩ, cô ăn mặn cô sống 10 năm, tôi ăn chay tôi sống 5 năm, nhưng mà khi chết nó có khác cô ba ơi, kẻ đi lên người đi xuống, nó là như vậy. Cho nên cái giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nói ra hết rồi. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, cái người tạo phước đức nhiều thì được về cảnh tiên. Tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê, vì sát giết, vì miếng ăn mà không có đem tâm từ bi thương muôn loài vạn vật, ỷ mạnh hiếp yếu, ăn cho ngon miệng, lo sắc thân này, sợ đau sợ bệnh, nhưng mà đâu có tránh khỏi cái lực vô thường à. Nếu tạo nghiệp bất lành thì quả bất lành đưa đến. Còn mình gieo cái hạt giống bồ đề thì sẽ lên cây trái bồ đề, chứ đâu có lên trái ớt đâu bao giờ. Cho nên thầy nói luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Khi con người tạo phước nhiều thì được về cảnh tiên. Còn khi con người tu hạnh đạo, vừa hạnh vừa đức, vừa buông xả, vừa lo cho chúng sanh, thì cái tâm không vướng bận trần gian, danh lợi tiền tình đó, thì giải thoát hiện tại, tương lai sẽ giải thoát về cảnh giới Phật. Nếu người trì niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thì sẽ về cảnh giới A-di-đà của chư Phật đó. Còn những người trung với hiếu, trung với đất nước, hiếu với tổ tiên cha mẹ thì sẽ bước vào cửa thánh.
mở hội thánh chọn người trung hiếu. Cho nên bên thánh á, thì sẽ chọn cái người trung với hiếu. Cho nên như cán bộ nhà nước đồ này kia, không phải người ta dạy mà ta không tu đâu. Ta có công với đất nước, với đồng bào, với xã hội, mà ta trung với tổ quốc, vì dân quên mình, vì nước quên thân, người ta cũng trở về cửa thánh vậy. Những người đó là các bậc thánh nhân xuống đó. Rồi những người lãnh đạo là điều người có sứ mệnh của trời ban cho xuống lãnh đạo một đất nước, lo cho toàn dân. Mà vị nào biết hy sinh lo cho toàn dân, cho đất nước, quên mình, thì tới chết không cầu cũng được trở về cảnh giới cung trời, cảnh giới của thánh đức. Cho nên nhiều cấp bậc có khác nhau. Rồi khi người còn sống đó, mà chúng ta tánh còn nóng nảy, sân si, không có từ bi để mà thương chúng, thì những người này sẽ về cảnh thần. Còn những người có thân tướng mà đi phá đời, đi hại người, đó là lọt qua cảnh giới thiên ma rồi. Đó. Cho nên phải sau này phải vào địa ngục, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, đủ thứ hết, vì tạo duyên bất lành, làm người bất chính. Thì bữa hổm Dương Cầm hỏi cô Năm đó, tại sao mà nào Phật thánh tiên đồ từ bi mà lại thiên ma mở cửa cho thiên ma xuống. Thì bây giờ cái cơ cuối cùng này rồi, Phật thánh tiên xuống thế đem cái đạo lý thuyết pháp cho chúng sanh để giác ngộ, nhưng mà nó không chịu giác ngộ, nó gây những điều tội lỗi, nó làm những điều bất chính, thì chính nó là thiên ma đó. Ở trên cũng cho xuống trời mở cửa quỷ dương xuống thế, xuống để nó khảo người tu, coi tu thiệt hay tu giả. Tu thiệt thì mình chẳng lung lay, chẳng sợ sệt gì hết. Còn tu giả thì nó phá cho mình rớt đạo. Rồi đến khi chết phải vào đâu? Phải vào địa ngục. Đó. Người tu chân chính, người tu liên minh, người tu hỷ xã, người tu vì chúng sanh nhân loại, thì sẽ được thăng thiên về rất nhiều cảnh giới có khác nhau. Do việc làm của mình, do hành động của mình, do tâm của mình đã phát xuất ra những cái gì thì được cái quả đó. Còn người không tu thì đâu có sợ tội lỗi gì đâu. Tìm cách hại nhau, tìm đủ cách để làm những điều bất chính, đâu có biết tội gì đâu mà sợ, miễn lợi lạc cho mình thôi. Cho nên bây giờ cũng vậy, các nước cũng vì cái gì? Cũng vì ngôi vị, chức phận đủ hết mà xấu xé lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, tạo ra vũ khí để hại người, giết người, không có tâm từ bi thương chúng sanh, thương mọi người, cho nên đổ máu thay phơi, bỏ ngoài trận tiếng rất là nhiều đau khổ, vì những người này chưa giác ngộ được, cho nên đem một cái tâm phàm tục mà ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, tranh chấp hơn thua, sanh ra cái tâm độc ác. Làm sao chiến thắng cho đất nước mình có tên, có tuổi thôi. Nhưng mà ai đứng vào một đất nước nào
thì cũng phải có tinh thần bảo vệ đất nước của mình. Thì phải, nhiều người cũng không muốn vậy, nhưng làm trai trong thế hệ này thì tiếng gọi của non sông tổ quốc thì phải chấp hành trước lần tên mũi đạn, chẳng nể thối cũng không được, vì luật án đã đưa ra rồi. Nhưng tới tuổi phải đi nghĩa vụ vậy đó. Rồi khi từ từ mới thăng lên cấp bậc chức ông này ông kia đó, thì vì chức quyền của mình thì phải tuân theo luật của nhà nước, của đảng đó. Chứ thật ra chính người ta cũng không muốn vậy đâu. Nhiều cái người trong hoàn cảnh thế kẹt đó. Rồi cũng như Trung Quốc thì ông thủ tướng bên đó cứ ra lệnh, không cần ai sống ai chết gì mặc kệ, mà cái ngôi vị ông ngồi vững, ông hưởng thụ thôi. Chẳng biết dân đau khổ như thế nào. Ông mưu mô, ông tìm đủ cách để hại đất nước Việt Nam, muốn chiếm đoạt đất nước Việt Nam, nhưng mà đâu có được. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, vì thế đó mà trời phạt đất nước phải thiên tai bão lụt, phải chết chóc thê lương. Mà ông cũng chẳng nhìn thấy là do cái người như vua nè nắm một cái chủ quyền trong đất nước mà thiếu đất rồi là dân chúng rất là khổ sở đó, mà sanh tâm độc ác, không kể gì sanh mạng của người ta, cứ cho đương đầu ra để giữa bom đạn mà phải bỏ thân, biết bao nhiêu người cũng đau khổ đó. Mà ổng kiểm trệ để ổng hưởng thụ thôi đó. Nhưng nhiều người tức tại sao không diệt ổng mà làm cho dân chết như vậy. Tại vì hồi trước người ta có tạo cái phước rồi, và cái thiên mạng của người ta xuống phải làm như vậy, đóng cái vai đó. Nhưng kết cuộc, cái ngày kết cuộc của ổng hết đời đó, thì sẽ thấy cái sự quả báo khổ vô cùng tận. Còn bây giờ ổng chưa thấy khổ đâu, ổng đâu có thương dân đó. Chỉ được ngồi trên ghế chiểm trệ rồi ra lệnh thôi đó. Mà không kể dân chúng đang khổ, rồi đang đói, đang nghèo, đang vất vả vô cùng đó. Thì bây giờ mình biết nói sao hơn. Mỗi đất nước, mỗi vị vua đó. Mà vị vua nào có đức, có tâm thương dân, lo cho nước, thì vị đó ngồi vững trên cái chức vụ đó, cái ngôi vị đó. Còn người nào không đủ chất lượng thì phải bị hạ bệ thôi. Vì toàn dân là nó cặp mắt thánh dòm xem tứ hải mà người ta thấy hết à, qua mặt đâu có được. Bởi giờ đảng nhà nước của chúng ta đang thanh lọc hết mà, từ trong bộ máy tới ngoài đều là thanh lọc, để chọn cái người bước qua thánh đức đó, ăn ngay ở thật, lòng thẳng ngay liêm chính đó, mới lập lại một cái đời mới. Đất nước mình không mang tiếng, không nhục nhã với nước khác đó. Vì dân đất nước Việt Nam là con rồng giống tiên mà làm lem ố hết thì mất cái danh nghĩa của đất nước Việt Nam mình đó. Cho nên thủ tướng ra lệnh để mà thanh lọc, thanh trừ những người tham ô đó, phải vô nghỉ nhà mát. Đó là cũng lệnh trời đó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Lệnh trời đã xuống rồi mới chuyển tâm các vị đó, mới ứng vô các vị đó, phải ra một cái lực án để rồi thanh lọc. Rồi tới giai đoạn thanh lọc trong chùa chiền
người nào thiệt tu, người nào giả tu, người nào vì tiền bạc như thế nào, sẽ đưa ra ánh sáng công lý hết, không có trốn đâu khỏi đâu. Đó. Rồi bắt đầu thanh lọc các bậc linh căn. À, người nào tu chân, tu thiệt thì còn tồn tại đứng vững, còn người nào tu giả rồi sẽ bị luật lực thiên, lực địa, lực nhân, đó, không có tránh khỏi đường nào hết. Thì cô Năm muốn nói khi người không tu sẽ là đi xuống chứ không đi lên được, vì mang danh, mang lợi, mang tiền, mang tình, mang cái tâm độc ác, không biết giác ngộ thương người, muốn hại người, muốn làm những chuyện ô uế, làm cho đất nước, cho xã hội mất đi một cái danh thơm tiếng tốt. Thì khi chết rồi, quỷ rơi vô thường dắt xuống diêm đình, chứ làm sao đi lên được. Còn có người có tu, người ta có tâm từ bi, biết thương người, mến vật, ta ăn chay để làm gì? Để tránh đi cái nghiệp sát giết, cái quả báo luân hồi. Biết thương những con thú, nó cũng ham chết sợ sống, và ham sống sợ chết như mình vậy. Mình đừng mà ỷ mạnh hiếp yếu, rồi giết nó, cắt cổ lột da nó, rồi sau này sẽ gặp thiết tha đau khổ vì nhân quả, không tránh đâu được hết. Đó. Cho nên người tu, người ta đã giác ngộ rồi, cuộc đời giả tạm thân này tứ đại vô thường, nó không tồn tại. Cho nên người ta tìm một con đường chân lý để giác ngộ tu hành, làm những điều thiện, tránh những điều độc ác, đó, và đem lại hạnh phúc cho toàn dân, cho mọi người trong khả năng nếu có. Thì bây giờ cũng như mấy con thấy cái bong bóng ở trong ruột không có chứa cái gì hết, thì buông ra nó bay bổng lên trời chứ gì. Yeah. Phải không? Còn con đi dưới chân núi, con đi lên, con mang ba lô nè, hai vỏ tay sách nè, con phải đi chậm không? Đó. Được con ôm cục đá, con nhảy xuống tắm thì nó chìm con xuống dưới đáy sông. Đó. Thì nó thiên đàng cũng mở các lân, mà địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi đó có mà hay không. Đó. Cho nên có thiên, có địa. Đó. Cái đi lên, cái đi xuống, theo luật tuần hoàn, theo luật nhân quả mà của Phật thiết ra. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Đó. Như cô Năm hồi đó cũng rất là gian khổ lắm, nhưng đường tu không bao giờ thối bước, vẫn tâm nguyện không bao giờ quên. Đó. Rồi từ từ ơn trên cũng thấy được cái tâm của cô Năm, mới mở mở từ từ, rồi ban phước báo cho cô Năm. Đó. Rồi tâm nguyện của cô Năm từ thở con gái cho tới bây giờ là cái tâm muốn giúp cho người, người tu không à. Đó. Ai muốn tu thì trở về đây tu, có chén cơm chia cơm, có cháo chia cháo, mà trong khi mình không có đất ruộng gì hết mà vẫn tin tưởng Phật pháp nhiệm màu, vẫn chứa vẫn nuôi huynh đệ. Nhưng thật ra nhiệm màu thật sự không bao giờ đói ngày nào hết, vừa hết gạo có người đem tới. Như qua một cái lễ này từ Tết tới giờ là cái kho gạo của cô Năm dự trù đó, nó đã hết rồi. Nhỏ con dâu nó, mẹ ơi hết gạo rồi đó mẹ. Đó. Thì bữa nay tự nhiên có cô Nga ở ngoài Đồng Nai vô tới cho cô Năm 6 triệu để mua gạo. Đó. Thì mấy em thấy coi Phật pháp nhiệm màu không? Yeah. Đó. Rồi ngày hôm qua có một cô dưới Tiền Giang hay là
Sao cô Năm quên rồi? Gửi cho Năm, cô Năm 1 triệu để mua bao gạo rã với nhà cơm từ thiện dùm con. Thì đó, mình sẽ góp thành rồi mót thêm đủ 10 triệu mua 10 bao. Dạ. Để đó. Đó. Thì tất cả cái tuồng, cái lớp, cái việc gì mình làm không có qua mắt trời Phật đâu. Cho nên Phật Thánh Tiên, các chư Thánh, chư Thiên, chư Thần đồng có một cái thiện nguyện để giúp đỡ người tu chân chính. Thì mình cứ tu chân chính đi, làm việc ngay thẳng đi, thì sẽ có sự trợ duyên ủng hộ đàng hoàng. Đó. Mà Đức Quỳnh giáo chủ nói là tu đừng lo đói lo no, làm lành niệm Phật thì Phật lo cho mình. Thật đúng y vậy đó mấy đệ. Ráng phát tâm đại hùng đại lực để tu, ráng buông xả để tu, ráng thực thi những cái công hạnh mà mình nên làm. Càng xả thì ơn trên càng ban cho, mà càng keo kiệt thì ở bên trên thâu lại hết, khiến cho mình gặp chuyện này chuyện kia nó cũng ra hết à, nó không còn giữ được đó. Thì hôm nay cô Năm nói như vậy à, Dương Cầm còn gì thắc mắc nữa không? Rất hay. Nên cô Năm đã chia sẻ để cho bà con hiểu thêm à, giờ hỏi con có mấy câu trong giảng thầy à, cũng xin hỏi cô Năm để cho nó à, hai câu này, mấy câu này con hơi thắc mắc không dài, nhờ cô Năm dạy cặn kẽ thêm. Nãy là hỏi ngoài tâm ý, giờ hỏi trong sấm giảng thầy hết cô Năm. Dạ. Dạ. Chừng nào thấy được Phụng Hoàng rồng trầu chớp nhấn hớn đàn hiển dinh, sớm chiều gàn đúc kỉnh tinh, ngày sau mới thấy được phép linh của trời. À, mình có làm chia sẻ. Cái câu nói mà chừng nào đó thấy được Phụng Hoàng. Dạ. Thì chừng nào, cái thời gian nào không có quyết định. Dạ. Nhưng cái cơ của cha, của mẫu, của trên, thì cái sự mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai chuyển biến từ từ. Mà nếu trích ra trong đoạn giảng của thầy thì theo cô Năm biết, cái này nằm ở bên đó, triều quốc. Yeah. Chứ không phải bên Phật. Ừ. Phụng là chỉ cho chúa xứ đó. Yeah. Là phụng đó. Kim kê là mẫu, kim kê là gà đó. Yeah. Mẹ xè cánh để túc, con để che chở cho con à, những miếng mồi cho con ăn, lo đủ thứ cho con. Đó là tình mẹ thiêng liêng. Yeah. Đó. Còn Phụng Hoàng thì phụng chỉ cho chúa xứ. Tuy chúa xứ người ta không biết, người ta coi thường, chứ oai linh của bà chúa xứ coi như vô cùng tận, linh ứng rất là quyền bí lắm mà cô Năm được tiếp đó. Nhưng chưa tới ngày bà trổ mặt, bây giờ chỉ cái cốt, nhưng chân linh ẩn tàng. Chừng nào thấy được Phụng Hoàng rồng trầu chớp nhoáng hớn đàn mới hiển dinh. Vì đất nước Việt Nam của chúng ta, cái ngày mà vua Minh Dương ra mặt thì trong tứ linh phải có mặt hết. Nhưng mà câu giảng nói tắt là rồng chầu, rồng lúc nào cũng là phò vua. Ừ. Rồng chầu chớp nhoáng hớn đàn hiển dinh, thì lúc đó đất nước Việt Nam chúng ta có vua chúa. Ừ. Rồi các nước nó biết đất Việt Nam của chúng ta có Phật giáng thế,
và có vật báo rất là quyền bí, cho nên nó tràn qua để nó đánh, nó xâm chiếm. Nhưng tới lúc đó có vua Minh Hoàng ra mặt và Đức Phật Di Lặc ra đời, mới thuyết ba trần pháp, tất cả đều quay đầu hướng thiện phục bái đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì ngày đó đất nước mình vang dậy khắp năm châu, lừng lẫy vì có Minh Hoàng xuất hiện. Rồng phụng long lân tứ linh đều có hết, chứ không phải riêng là rồng không. Nhưng kỳ này đất nước của chúng ta có bát quái chuyển vận và mẫu chuyển cả càn khôn, sẽ xây dòng cái quả địa cầu mới gom các con căn bây giờ hiện đang các nước. Khi các cái sắc trần á, vì cuộc sống, vì đồng tiền hay vì hoàn cảnh để qua nước này qua nước kia để làm sinh sống, ví dụ vậy, nhưng mà chưa biết được trách nhiệm của mình. Còn những người đại căn đại trí, người ta biết cái trách nhiệm thì người ta chỉ chờ cái thiên lệnh chuyển hóa vô vi mách bảo, những người đó sẽ về trước. Đất nước Việt Nam mình đang chuẩn bị một tư thế. Còn những người kia thì đến lúc vận hành thật là mạnh, khiến cho đau, cho bệnh hay cái gì đó, sự cố, phải trở về Việt Nam. Tới đó mới gom nhành lá rụng, mới dung trồng cội xưa. Đó. Chứ bây giờ đang rải rác tùm lum hết. Như chính con cô Năm cũng vậy, kêu nó về bây giờ đâu chịu về. Cô Năm mới nói, nó nói con biết mẹ ơi, nhưng chưa tới lúc, chừng nào tới lúc con sẽ về. Đó. Thì cô Năm không có lo nữa, sứ mệnh của nó tự biết. Đó. Còn tất cả huynh đệ trong nước ngoài nước có sứ mệnh thiêng liêng, thì lúc này họ không có lo riêng mà lo cho đại cuộc. Rồi tiếp kế, cái câu hiển dinh đó, là khi mình được hình thành công việc của thiên liên giao phó, hình thành những công tác Phật sự và làm được những cái điều mà khó làm, ai là người phò vua giúp nước đây? Ai là người hy sinh đây? Phải đòi hỏi cái ý chí của từng phần để đóng góp chung vai góp sức để xây dựng một cơ đồ điểm tô cái danh phận của đất nước mình, để cho các nước mới phục tùng được. Đó. Cho nên từ đây sắp tới cái lệnh thiên cho xuống rồi, thì từ quốc độ nào cũng bị thanh lọc hết. Đó. Mới sửa sạn chuẩn y tới thanh lọc cái trận đất sụp, lửa cháy, nước dâng, cây ngã đá lăn, xong rồi chiến tranh. Đó. Chiến tranh xong rồi bắt đầu bệnh hoạn, từng bước, chứ không phải là một cái một hết. Một cái một hết thì dân nó giác ngộ không kịp. Làm từ từ vậy, cho những người nhìn thấy cái cảnh đời như vậy, người ta buông bỏ cái mê bớt đi, người ta quay về với tinh thần giác ngộ, quay về với đạo để lập công bồi đức, cho họ có điểm có tên. Đó. Rồi từ từ những nạn ách sắp tới thì nhiều người được giác ngộ, chứ đương không làm ập một cái thì dân sẽ chết hết.
không có giác ngộ kịp đâu. Cho nên cơ trời biết rằng đến cơ tận diệt, nhưng mà nhờ mẫu hoàng sinh với cha để mẫu dạy nó, cho tất cả các con căn khi hạ phàm, cho các chư Bồ Tát xuống thế gian mở ra cơ đạo, mở ra lời chánh pháp, đem lợi cho mọi người được giác ngộ, quay về với nguồn cội, quay về với thiêng liêng cha mẹ, để sống còn bước qua thượng quân thánh đức. Vì 10 phần mất 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thanh lọc riết chỉ còn có 1 phần thôi. Mà 1 phần này là toàn năng toàn giác đó, đủ đức đủ tài để tiếp tay phò vua giúp nước. Thành ra bây giờ nhiều người ham danh á, mượn danh xưng hô nhiều lắm, xưng tới Di Lạc, rồi xưng tới vua, xưng quan thánh, coi như là tràn lan rất là nhiều, nhưng mà toàn là đồ giả không à. Những người mà nói ra thì đụng chạm, chứ thật ra cái giờ này mà ra xưng hô đó toàn là đồ giả không. Cái người thiệt không bao giờ người ta lộ, ta ẩn tàng sâu kín, giả điên, giả khùng, giả buôn bán, giả chạy xe lôi, xe kéo, giả bán hàng rong, ví dụ vậy, rất tầm thường trong xã hội này. Cho nên người ta không quan tâm tới, người ta coi thường, đó, cho nên dễ làm lắm. Nhưng Phật Thánh Tiên thử, mà mình á, không có mắt trí huệ, không có tâm linh, dễ bị rớt đạo lắm. À, như cô Hoa Lý hồi còn sống nói với cô Năm, chị ơi lần nào tôi bị thử tôi cũng rớt hết trơn á chị. À, cũng như á, hồi đó em bơ cái xuồng xài em bán, có bà già kêu lại mua, thì em nói giá cái bà xuống bà sốc ba cái xài vậy nè, sốc sàn ngầu hết trơn, em nổi sân quá. Em cự với bà liền. Bà mua không mua bà bước lên, xuống xài tôi vậy mà bà làm vậy hư hết, tôi bán cho ai đó. Tôi nặng lời với bà, thì bà trả lời một cách rất là êm dịu, rồi bà bước lên thì cho em biết là em đã rớt. Bị ân trên thử đó. Tôi nói đối với người tu á, phải dằn cái tâm sân si ái ố, phải mở cái lòng đại lượng từ bi, thì khi ân trên thử không bị làm lạc đâu. Chứ khi tu mà con biết không, mình đạt được cảnh giới tâm linh rồi đó, thì vừa tới là ở trong đầu trong tâm mình ứng ra cho biết rồi đó. Hồi đó cô Năm bán quán ngoài đường á, gặp ông già bận nguyên đồ trắng, tóc ngang đây, cầm cái dù đen, đi vừa tới trước cửa quán, ở trong tâm nó thầy đó, đức thầy đó. Cô Năm bước ra mời vô liền, mời vô quả thật là thầy thiệt. Đó. Những cái chuyện này không thể nói ra hết được. Đó. Rồi cô Năm đang giặt đồ ở bờ suối á, có cái bà đó, bà đi tu mà đến này không ai chứa hết, xuống quán cô Năm khóc. Thì cô Năm mới hỏi bà chịu ở đây không, con nuôi bà, qua Tết con sẽ cất cái cốc cho bà ở. Bà nói chịu. Thì cô Năm có cái chổng sắt vừa một người đủ ngủ, căng cái video ra cho bà. Mà lúc đó Thanh Long mới còn bú nữa, mà bán quán cơm trên chùa. Bữa trước bữa sau à, bà tiêu chảy riết mà uống thuốc gì cũng không hết. Khi khuya kêu bà thức dậy cho bà ăn cháo, uống nước đường, thì kêu bà không nhúc nhích gì chứ, kêu nữa vô coi thì bà chết rồi. Mà bà ỉa riết rồi quần thai giết rồi không còn quần, mà thai lấy đồ của cô Năm thai. Mà cô Năm hồi đó trời mưa tầm tã vào tháng 8, cô Năm mướn người ta khiêng tiếp cô Năm lại đằng suối đằng giặt.
thì thầy đi ngang. Ê nhỏ, cái cô Năm ngó lên, ông cũng bận đồ trắng, ông cầm cái xà beng. Bổn phận con nấu cơm đại khách, trách nhiệm con giữ trâu nha. Nói nhiêu thôi là ông đi lên luôn điện mùa hồng. Rồi tới vô quán của Năm cũng thử nữa, nhưng mà thật ra không có lần nào của Năm làm hết. Đến là cô Năm trực biết liền. Đó. Qua Hòa Hảo cũng vậy, kêu cô Năm qua kỳ này gặp thầy, cái nói với mấy chị em đồ đi, đi lại chùa thầy cúng ban đêm đó, đặng gặp mình muốn cho chị em mình gặp. Nhưng mấy bả lợi cái người mất ỉa, người mất đái rồi gì à? Thôi về đi, tôi trở lại. Thì trở lại con biết không, thầy giả ra cái người bê đê, bới đầu tóc vậy nè, mặc cái áo màu vàng mà dây, mặc quần tây đó. Thì đi tới đâu mấy người nam nó theo chọc ghẹo, bị thấy nó bê đê mà. Thì có một vị trong chùa thầy ra mặc áo dài khăn đóng, cô Năm đứng chứng kiến đó, đuổi ra không cho ở với cho trong chùa. Thì đi khỏi cái bàn thông thiên đó, thì cô Năm ở trong đầu đó, thầy đó, cái cô Năm đi bọc cái đường cửa này trở lại, cái cô Năm lại gần ông là chụp điển cô Năm liền. Cái cô Năm phanh tay vậy nè, cúi đầu. Cô Năm chỉ vậy thôi chứ không dám nói cái gì hết. Cái mấy thằng con trai nó theo nó quậy nó chọc, ông nói tụi bay muốn chết không muốn sống. Chỉ nói có bao nhiêu thôi là ông đi vô thẳng vô cái diễn đàn đó, rồi sao ông mất tiêu à? Đó là chính xác cô Năm gặp rõ ràng. Thành ra mình ráng tu, khi Phật Thánh Tiên đến với mình tiếp nhận được. Như lúc 4 giờ cô Năm mở cửa ra, đặng Dương Hương châm trà, lúc thờ hình ở đây nè, thì gặp người mặc quần xà lõn ở trần, mà trời mưa lâm râm nữa, đứng phanh tay vậy nè, da gặp chới giới của mình ơn cô Năm à. Thiệt tình là giật mình, mà tại sao mình đóng cửa mà vô đây được. Thế tôi nói chú ở đâu mà đến đây vậy? Không nói gì hết. Cái hỏi chú đi với ai hay đi mình? Trời mưa vậy mà sao ở trận, mặc đồ quần xà lõn, không lạnh sao? Nên tôi cởi đồ tôi bỏ dưới, tôi đi với thằng bạn tôi. Tôi đến đây tôi nhìn mấy thằng rồng này coi, tôi bạn chú ở đâu? Giờ nó vô trong bụng mấy thằng rồng hết rồi. Nói vậy là mình giật mình rồi con. Chứ người thế gian đâu có nói chuyện kiểu đó. Tôi nói thôi mời chú vô nhà uống nước đi. Nói thôi, đến đây chút rồi tôi đi. Bước xuống cầu thang đi, thì cô Năm kêu Hùng Phong đó, máy bay chạy xe coi bay kiếm vị nào này ở đâu, đi tới đâu. Máy chạy xe ra không thấy ai chứ. Không thấy cái sợ không? Này nóng khô cổ quá. Khi cô Năm bán quán ngoài đường, thầy tới thử nhiều giai đoạn lắm. Bán quán trên chùa cũng vậy, nhưng mà chưa có lần nào cô Năm bị khiển trách. Mà thầy về thầy nói đúng một tháng nữa ta phải chuyển cho con vàng lẫn tiền để con cất làm xong công việc ở đây. Hồi đó cô Năm ở cái nhà tranh mà kêu cô Năm cất ba ngôi đặng cho ba tánh về có nơi nương ngụ, mà đốt có khổ gần chết tiện đâu mà làm tới ba bốn ngôi.
Mà ông nói đúng một tháng là chuyển tới là đúng y một tháng luôn á con. Yeah. Thực tế luôn á. Đạt cho cô Năm làm xong công việc. Nói này hơi dài dòng tại lên mạng không có thời gian. Yeah. Đó. Thành ra rất là nhiệm màu, quyền bí lắm. Và cô Năm được đứng vững ở đây cũng nhờ trên cha mẹ rồi thầy tổ, các đứng thiêng liêng cũng gia hộ đặt để cho cô Năm ở chỗ này. Đến ngày hôm nay thì tuổi già sức yếu rồi, làm với tinh thần thôi. Yeah. Chứ thể xác không có hoạt bát như hồi trước nữa được. Đó. Thì những lúc Dương Cầm lên đây quay thì cô Năm có những cái điều để mà phát biểu lên theo cái sự biết của mình. Đó. Mong rằng tất cả bà con xa gần huynh đệ ráng cố gắng tu thân hành thiện để cái ngày vua Minh Dương ra đời, Chúa Thánh ra đời, thầy tổ ra đời để lập lại một cái thượng quân thánh đức, toàn dân được cộng hưởng những niềm vui an lạc tốt đẹp cho đất nước Việt Nam của mình. Mình rất là xứng danh, rất là hãnh diện đất nước Việt Nam mình có Phật giáng lâm. Vì bốn chữ Vũ Sơn Kỳ Hương này là bốn vị lãnh đạo cho đất nước Việt Nam này mở ra cái hội Long Hoa. Đó. Còn bây giờ Đức Phật Thích Ca thì từ bên Ấn Độ chuyển về đem có giáo pháp để mà truyền bá cho chúng sanh giác ngộ tu hành. Nhưng hồi sáng cô Năm có coi một cái clip đó, thì có một vị sư này nói rằng cái làm phước những người nghèo khổ đó là cái nghiệp lực của họ. Cái việc này để cho nhà nước lo. Còn quý thầy, quý sư đó phải lo xây dựng chùa, chiền, tạo ra cơ sở cho tăng ni tu. Thì cô Năm nghe nói vậy thì cô Năm không đồng ý. Vì tại sao trong chùa để rất nhiều thùng từ thiện, tiền đó của ai? Cũng tiền ba tánh vạn dân lao động rất cực khổ, muốn có phước báo đem cúng dường đó cho các sư các ni ở tu hành. Thì cái người tu cái tâm từ bi ở đâu mà nói rằng nghiệp lực, biết rằng nghiệp lực người ta thiếu tu thiếu phước người ta mới khổ, mình có tu mình có phước thì phải đem cái phước báo này ban rải mới phải chứ. Đạo là gì? Đạo là cứu khổ ban vui cho muôn loài vạn vật. Chứ đạo đâu có ăn không ngồi rồi hưởng của đàn na thí chủ mà không làm gì lợi ích cho ai hết. Cái này giả đạo chứ không phải là chánh đạo. Cô Năm nói thật. Biết hưởng của người mà không biết ban bố cho người, gõ mõ tụng kinh cho ai nghe? Không lẽ ông Phật ông ra kinh ra pháp này gõ cho ông nghe hay sao? Tụng cho ông nghe hay sao? Ra đó để cho mình coi mình ngộ lý, để mình hành theo gương hạnh của Đức Phật thì mình mới đắc đạo về Phật được. Chứ không phải gõ mõ tụng kinh là đắc đạo, đó là sai lầm. Nhưng mà tu mà không có tình người, tâm Phật để chỗ nào đâu? Cái này ông Phật bỏ ra ngoài rồi. Chỉ giả danh giả tướng mà thôi, để gạt lừa bá tánh, lấy tiền của trăm họ để xây chùa chiền, cất cho lớn cho rộng ra, để ai hưởng? Mấy ông hưởng không à? Chúng sanh đâu có hưởng được gì đâu.
Nếu chùa cao Phật lớn chớ lầm, là nơi danh lợi giật thầm thế gian. Cô Năm dám nói, có đụng chạm, có phiền toái thì kệ mấy ông, vì mấy ông tu không chơn, không chân chánh. Nói một câu rất là đản hậu, họ bị cái nghiệp họ mới khổ. Cái khổ đó để cho nhà nước lo, chứ đây chùa chiền không có lo chuyện đó. Để lo xây cất chùa chiền, lo tam bảo. Phật có kêu vậy không? Hồi đó Phật ngồi ngoài gốc bồ đề mà, có cái chùa chiền nào đâu. Mà bây giờ tu thì đi xe du lịch cao giá, trong phòng thì máy lạnh, tivi đủ thứ hết, không thiếu gì hết, hơn là đại gia nữa. Thì chỉ ngồi không mà hưởng bát vàng, có đi ra lao động, có làm cái gì cực khổ không? Mà vô mượn sắc của nhà Phật, cạo đầu đó gọi là Phật rồi, ta là ngon rồi, mà không biết thương đồng bào chủng loại. Như vậy có tâm Phật không? Cái này tâm ma chứ không có tâm Phật. Đội lớp vô đó để làm lem ố cửa thiền rất là nhiều, cho nên kỳ này thủ tướng phải ra lệnh thanh trừ, thanh lọc hết toàn bộ. Cô Năm rất hân hoan điều đó. Vì chơn tu thì quá ít oi, nhiều người ẩn sĩ thấy loài tánh tham. Lợi tới cái kêu cúng dường không à, Phật tử cúng dường đi có phước. Nhiều khi những bà già phải quỳ xuống với một ông sư rất là trẻ tuổi, phải dâng hai tay, phải quỳ đưa lên để cúng dường nữa, tội lỗi biết bao. Rồi một sư cô đã thuyết rằng những người tại gia cư sĩ là rất là thấp kém, mà nói hồi nãy nói cái lời gì nó rất là tệ bạc cho những người cư sĩ tại gia đó. Nếu cô Năm gặp là cô Năm phản ứng liền, mà sẵn trên clip này cô Năm nói luôn, không có những người tại gia cư sĩ này ai cúng dường cho mấy cô có ăn. Yeah. Phải không? Yeah. Đồng tiền của người tại gia cư sĩ, người ta lao động đổ mồ hôi rất là cực khổ, đem tới cúng dường là người ta có tâm hướng với Phật, ta muốn tạo phước duyên. Mấy cô cũng hưởng của đằng na thí chủ, của những người cư sĩ không mà. Mà lại sao chê người cư sĩ tại gia? Nói là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ vậy là mới là chân tu. Hồi nãy cô nói mới là chân tu. Như vậy là sai rồi. Như vậy là sai rồi. Chỉ có Phật mới là đi tu đắc đạo, mới là cứu vớt được. Còn phụng sự cha mẹ, hai bữa cơm hay là ở nhà lẩn quẩn lo cho cha mẹ đồ này kia nọ, vậy là không đúng, là sai rồi. Thì theo cô Năm, gặp sư cô đó cô Năm sẽ phản ứng liền. Hai vị này là hai vị Phật sống, hai vị Bồ Tát mang nặng đẻ đau, nuôi cho đến trưởng thành, lớn lên đi tu rồi thì coi mẹ là một thí chủ, coi cha là một thí chủ. Nó muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu mà, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Mà khi xuất gia rồi nói mình là Phật, coi người tại gia không ra gì. Rồi lại nói thêm, có con rồi phải giữ cháu, cho con đi làm công ty, tăng ca rồi này kia nọ, thay vì vô chùa công quả nó có phước hơn. Như vậy đúng hay sai? Hoàn cảnh của mỗi người nấy biết,
Như tuổi già không còn làm, lao động được có tiền, thì ở nhà nuôi cháu của mình, cho con mình đi làm. Đó là trách nhiệm, con mình nó mới nuôi mình được. Chứ bây giờ quý cô, quý sư có giúp được những người này không? Chưa giúp được. Thì đừng có phê bình, đừng có nói như vậy. Vô á, lao chùi quét dọn rửa cầu tiêu, hay là làm các thứ công quả đó phước đức. Nhưng mà cái chuyện ở nhà đây nè, chưa có xong, mà phước đức gì đâu tìm ở chỗ đó. Chỗ nào tu cũng được hết, chỗ nào cũng có phước đức hết, khi con người làm đúng việc, đúng trách nhiệm của mình. Đừng nghĩ vô chùa cạo đầu mặc áo cà sa gọi là Phật, hay là Thánh, hay là Tiên, hay là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát hiện tại không biết, lại Quan Âm quỳ lại, năm châm lại, sám hối đủ thứ hết. Mà Bồ Tát ở nhà đây nè, có quỳ lại không? Cúi đầu dâng cơm vào nước không? Chưa có. Thì cái tu này đúng hay không? Thuyết pháp mà không đi vào lòng người, không biết được hoàn cảnh của trần gian đang đau khổ như thế nào. Mình là người hưởng thụ của ai đây? Mình nói rằng mình ngon, mà coi người tại gia cư sĩ quá thường. Hồi đó đó, cũng bạn đạo với cô Năm, rủ cô Năm xuất gia, đi qua bên khất sĩ, bên nhà Phật. Cô Năm nói không. Một đời một đạo đến ngày chung thân, đã quy y với Đức Huỳnh Giáo Chủ thì phải giữ y chánh pháp của thầy mà tu. Pháp nào cũng dạy con người làm tốt, không tốt là do mình. Dạy mình giải thoát, mình còn mê còn nhiễm là tại mình không được giải thoát mà thôi. Chứ lời thầy dạy rốt ráo hết, tại mình không dám hy sinh để làm rốt ráo. Nhưng tôi nghĩ như thế này, nếu tôi vô chùa tôi làm ni cô thì tôi biểu ở cô này để kia bỏ vợ đi, bỏ chồng đi, vô chùa để làm ni cô, đi làm sư. Những người này có dám bỏ không? Vì ta nợ trần ta còn, ta phải làm cái trả nghiệp, trách nhiệm của người ta. Thà tôi làm những người đàn bà, tôi gần với những người đàn bà này, tôi khuyên lên, tôi nhắc nhở cho người ta tu đúng, đi đúng con đường trung đạo, mà tôi độ rất nhiều người. Vì cư sĩ tại gia mới thật hiền, không cần lánh tục, chẳng tầm tiên, trao tâm, sửa tánh, siêng thiện niệm, mượn đuốc từ bi, dứt não phiền. Cái tâm từ bi của người ta thể hiện ra là một cái ánh sáng, là một ngọn đốt thiên. Khi ta bước dứt bỏ não phiền là chính người ta đã giải thoát đó. Chứ đâu phải vô chùa mới là giải thoát, cạo đầu mới là giải thoát. Cái đó giải thoát về hình tướng, nhiều cái quan niệm có lúc phải sai lầm. Thời Thượng Nguyên Thánh Đức thì Phật truyền pháp đó nó có khác, vào thời Hạ Nguyên Hạ này có khác hơn đời Thượng Nguyên. Cho nên đem cái pháp của đời Thượng Nguyên mà áp dụng với Hạ Nguyên này, không ai hành nổi đắc đạo hết, không làm được đó. Mà nhiều lúc các vị cũng bị lầm pháp. Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề chứ đâu có ở chùa cao Phật lớn, mà giờ tranh với nhau xây chùa cho lớn, cho sang, cho đẹp, mà có Phật ngữ không? Quý vị bước vô đó coi,
nó lạnh ngắt lạnh tanh à, không có một miếng điển quang, không có một miếng đạo lực nào hết, chỉ cốt xi măng là xi măng nha. Còn chỗ nào có Phật ngự thì khi bước vô Tam Bảo đó, chúng ta cảm nhận được luồng thanh điển liền, rất là ấm áp, rất là nhẹ nhàng, trong người mình rợn hết luôn á. Thật sự là người có tâm linh vô vi, người ta sẽ tiếp nhận được liền. Như sư cô hồi sáng đó, vô đây tiếp nhận được liền, để thấy không? Phát tâm nguyện lực như vậy, rồi cô Năm nói lợi như vậy, thì người ta biết được liền, nó quá siêu đẳng rồi. Ngại cô tiếp điện của bề trên, cô nói những cái lời pháp rất là siêu đẳng, mấy cô đó khóc nữa. Thì cái gì là do công năng mình tu tập, không có ai nhập cô Năm hết á, đâu có nhập có sức, mà do công năng tu niệm của mình, sáu chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ có phép thần thông. Lục thông là gì? Lục là sáu phải không? Yeah. Thông là thông lưu tất cả cái phép của Phật. Đó. Mà sau này dùng phép linh của Phật Thánh Tiên Hạ Phàm, chứ không có linh sao được, không phải mê tín. Mà Phật Thánh Tiên nào cũng có cái dòng điển quang, lực lượng vô cùng tận, tại mình tu chưa đúng cho nên mình không tiếp nhận được, rồi nói người ta tà, ông lên bà xuống, ông lên bà xuống thì nó có khác. Cũng có vậy, cũng có lên xuống, cũng có sức nhập vậy đó. Nhưng mà từng phần không tu nó có khác, bị mượn, bị nhập, bị sức ra cái xác không biết gì hết. Còn người có tu rồi, người ta thanh tịnh rồi thì người ta vẫn bình thường đó, vẫn tiếp điển quang trên bộ đầu, rồi phát quy ra những cái lời tâm pháp. Nó là chuyện khác, chứ đừng hiểu lầm. Nhiều lúc quý vị còn hiểu lầm nhiều lắm đó. Thành ra mình cũng thông cảm, vì con đường này người ta chưa đi tới, ta không biết được mặn lạ chát chua hay ngọt bùi đó. Mình không nên trách nữa. Nhưng sẵn đây cơ hội, cô Năm cũng nói lên đó. Những người tại gia cư sĩ cũng được giải thoát, cũng được thành Phật, cũng được thành thánh, thành tiên hết hả? Đừng lo chuyện đó, mà lo coi tâm mình có đại hùng đại lực, có dám buông xả không, có mở tâm rộng lớn không, có đủ đức tính từ bi hỷ xả không, thì mình khỏi cầu. Cô Năm không có cầu sau này tôi thành Phật, tôi giải thoát về cảnh giới của Phật hay gì hết. Cô Năm cứ làm, làm những gì đúng ý nghĩa của Phật dạy, của thầy dạy đó, thì tu không phải do cầu mà có. Nếu có lao động mới có ngày được hưởng, không mưu sinh ai cho sướng cho sang, không khổ lao ai cho được mình vàng, không hành đạo sao bước lên đàn giải thoát. Có hành mới có đắc mới đệ à, có tu mới có chứng. Cái đi lên đi xuống là nó khác nhau như vậy đó con. Không tu chừng khổ chừng cũng ưng, là tới đi xuống rồi khổ lắm, phải chịu đọa lạc trầm lưng thôi. Tu hành gặp cảnh vui mừng thoải thái, cảnh này cảnh gì mới được, phải không? Cảnh Phật Thánh Tiên rất là vui, rất là mừng. Đó, cả cuộc đời tu của con người mà không giữ trọn vẹn, khi ra đi rất là mệt mỏi lắm, không được một cái sự ấn chứng gì hết đó. Cho nên cái người có tu đạo đạt được, khi chết rồi cái xác họ tươi tắn lắm, như nằm ngủ vậy thôi, chứ mặt không có đen tối. Còn người tu không đạt được, khi chết rồi xác thân
rất là nặng nề, rất là tối tăm, rất là đau khổ lắm. Thì thôi cô cháu mình ráng cố gắng để tu thêm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn cô Năm. Hết giờ chưa? Dạ, nãy giờ cũng lâu rồi ha. Thôi vậy thôi chấm dứt này, đi. Cô Năm khỏi cho thơ ha. Dạ, thôi. Kết thúc thì để nãy giờ cô Năm nói cũng nhiều rồi. Dạ. Dạ, sức khỏe có hạn. Dạ. Thôi cũng kính chào tất cả cộng đồng mạng. Dạ. Huynh đệ bà con xa gần. Giờ này đến đây xin chấm dứt. Dạ. Và xin cầu chúc tất cả huynh đệ tỷ muội, kẻ xa người gần, được muôn phần hạnh phúc ấm no và sức khỏe được tròn đầy, thân tâm càng giác ngộ, đi sâu vào chánh pháp hơn nữa, để rồi thấy biết những cái gì sắp tới và tiếp nhận được những gì sắp tới mà ở trên cha mẹ thầy tổ ban cho. Và cũng gửi lời đến tất cả ni sư, khi lên mạng, cộng đồng mạng thì có những người ngu, cũng có những người trí. Người ta nhận xét cái lời pháp của mình và những ý nghĩa của mình. Đâu là phàm, đâu là thánh, đâu là tiên. Quý vị đã thể hiện ra hết rồi. Thì tuy rằng tôi là người cư sĩ tại gia, chứ cũng lắng tâm nghe để tìm hiểu và học hỏi. Nhưng mà những cái tôi không đáng học thì hôm nay tôi không phải chỉnh sửa các vị đâu nghe. Nhưng đây là tinh thần đóng góp. Đừng có một chút vốn rồi lên để mà dạy đời không đúng cách thì có lỗi với ân trời. Ráng học thêm một mớ nữa. Ráng đi sâu vào tâm pháp đi. Rồi sẽ đem những lời chánh pháp mà thuyết minh, chứ không phải ai cũng nghe lời hết các vị đâu. Vì có người ngu cũng có phải nghi ngự trí chứ, chứ đâu phải ai cũng mê mờ không nhận ra chân tướng, không nhận ra những cái lời nói rất là thậm tệ mà nói mình đây là ngon mà là giỏi. Không giỏi đâu, không ngon đâu. Càng leo cao thì té nặng. Thôi tôi cũng cầu chúc tất cả các vị tu hành sớm đạt thành đạo quả, đem một cái lý lẽ chánh pháp ra để thuyết minh cho mọi người nghe, đi đúng một con đường chánh pháp của Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Còn tôi nói những điều gì có sai có trật, tôi là người cư sĩ tại gia, sắc trần tôi dốt nát, không có học kinh luật đựng gì hết. Nhưng mà đây là nội tâm của tôi phát huy ra những cái lời nói thành thật, xin gửi đến tất cả huynh đệ xa gần thông cảm cho tôi có những điều gì sơ sót, mong quý vị cũng quan hỷ cảm thông cho. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Cảm ơn cô Năm. Dạ.